Chụp ra. Hello, xin chào ông bà cô chú anh chị em đang kênh của bé Hạt Tiêu nha. Bây giờ thì bé Hạt Tiêu đã có mặt tại Sapa TV. Nói chứ, Sapa nha cả nhà. Hôm nay mấy chị em từ Hà Nội lên Sapa để đi chơi. Anh Hải nói gì đi? Đúng rồi cả nhà ơi. Bây giờ hiện tại thì trời rất là se lạnh nha. Đây, như cả nhà có thể thấy, riêng tại đây là 4 cái áo này. 1, 2, 3 cái quần. Ok. 4 cái áo, 2 quần này, em 2 cái quần. 2 áo, 1 khăn mà vẫn thấy lạnh. Lạnh lắm. Bên kia cũng đang quay YouTube. Bút cái tay luôn á. Chưa biết là đi đâu nữa nha, cả nhà. Nha cả nhà đang đi thì gặp cú này nhìn ra. Đi ba cả em về kia lại đi. Quên quá chụp đi. Em quay video rồi. Cảnh đẹp quá trời luôn cả nhà ơi. Đây. Chụp hai chú cháu được rồi, chú ơi. Ba bốn người mà bên đông. Bạn kia bảo cả bạn kia lại đi nhá. Này chị Huyền nè. Bạn gái là đây bạn gái. Cảnh đẹp quá à. Ừ đẹp thiệt luôn, nó ở đây chụp ảnh góc nào cũng đẹp hết trơn cả nhà ơi. Tay nó chưa ra khói rồi nè cả nhà. Thử ra hỏi con. Đâu chơi, thử ra coi. Chai thử ra đi. Tay thử đi. Ừ ra khói. Ừ. Đây một nhóm mọi người đang đi bên kia nha. Ôi trời ơi sao mà đông dữ trời. Đây mọi người đang đi mua nón nha cả nhà ơi. Đẹp ui chị hai ơi, trai hộp mắt trai. Nè trai hôm nay mặc đồ dễ thương lắm nha cả nhà. Này anh Khánh nè. Ốm đốt tay chưa? Anh Hải cầm quay giùm em với. Anh có mua cầm quay giùm em với. Một cái bao nhiêu vậy cô? Tại có mua. Nhưng mà nhiêu? Một cái bao nhiêu? Giảm giá được không cô? Không có tiền. Bên Nghệ An á. Bên Nghệ An à? Mấy cô này là người dân tộc Mông, còn em là người dân tộc Thái nè. Người dân tộc Thái à? Dạ. Mua. À, cái đó không vừa. Mua. Mua. Dạ, thấy mấy cô dễ thương quá, coi mấy cô không? Ú, thương quá phải mua một cái. Nhưng mà giảm giá chứ, giảm giá. Dạ 80 ủng hộ mấy cô nha. Bây giờ số 1 hộ mấy cô rồi. Ba cái
đường cái thôi nha cả nhà. Đằng cái dây không? Đằng dây không? À, đằng cái hả? Ừ. Đây, một tay. Đây, mấy cô ở đâu á? Mấy cô ở đâu á? À. Nói. Ơ, ừ, con cảm ơn cô. À, mấy cô này rất dễ thương. Dạ con mua đâu cô, con mới mua rồi. Đi qua bên kia mua nón. Anh Khánh đang ăn phở à? Quay sát vô cầm chặt vào cho cô chú xin xem này. Tô vừa bò chất lượng nè. Đấy. Em hỏi thì rồi đi. Không biết ăn gì. Mày xay nước nữa anh. À một nước lòng nữa. Anh Hải ăn gì vậy? Anh Hải ăn cái gì đấy? Bánh cuốn. Ủa bánh cuốn nhìn như thế nào nhở? Quán ngon quá hả? Em ăn phở bò rồi. Rồi mời cả nhà nha. Rồi hai anh em đói quá nên là phải ăn trước nha cả nhà, thông cảm nha. Mời cả nhà nha. Thông cảm mà anh đi. Mời cả nhà nha. Thả nhá. Đây em thử ăn một miếng. Anh uống nhá. Ừ nhìn hấp dẫn nhỉ. Ăn đi, ăn thoải mái đi. Trời ơi, của anh đi, của em đi, ăn đi. Cái này là bánh cuốn nhá. Bánh cuốn hả? Bánh cuốn chả hả? Ừ. Đâu, ngon không? Người nhìn anh Hải đúng review đồ ăn nhỉ, ngập mồm thì đấy. Ngập mồm à? Ông đi ngập mồm coi. Ông đi không ngập mồm được làm. Mai mai review ngập mồm. Em không ngập mồm được làm. Chấm. Chấm nhiều. Ui, hấp dẫn nhỉ. Hồi nãy em nữa kêu phở rồi. Ăn kêu này à? Ờ, vậy hả? Có ăn ăn chưa? Ừ. Ghé đây nè. Ghé đó, ghé một sách nữa. Ngon không anh Hải? Ngon. Rồi, cả nhà ăn bò nha. Phở ngon không anh Khánh? Em cũng ăn phở. Chị ơi, tô phở của em ít phở thôi nha chị. Tô nhỏ thôi. Trời ơi, lần đầu tiên ăn món này luôn đó cả nhà. Ta nói nó như kinh anh. Anh Hải thấy người ta ăn trên YouTube chưa? Chưa. Chưa hả? Mấy cái này anh không coi, mình phải đi review thực tế cả nhà đúng không? Thôi mình mà thấy người ta ăn thèm quá mình mới đi. Ăn tài ăn rồi kìa, tí ăn nó tài. Em ăn phở bò. Em kêu một nhỏ. Ừ, ăn chung, em ăn phở bò. Anh Khánh ăn không? Quay bên giờ cả nha. Quay bên này nè, quay bên này nè. Mời cả nhà. Ngon cả nhà. Đang nó bụng, nó nóng nóng. Mọi người ăn hấp dẫn, mặc em thích nhất thì như có măng hay gì ạ? Phần to hay phần nhỏ ấy. Có phải là trong đội Độc Lạ Bình Dương không nhỉ? Dạ đúng rồi ạ. Chân chị này, cô gặp các em ở đây nhá. Dạ. Một chiều ảnh nhá. Nào. Cái này tôm phở của em hả chị? Dạ em cảm ơn. Chị ơi, chị ăn một chén này. Anh có thể đưa ra một chút xíu cho. Dạ, cho em một chén này. Ok, chị ơi, chị ấp đăng qua này. Nào, 1, 2. Em mang sang hộp cơm quảng cáo cho nhá. Đây anh bánh cuốn nóng hả? Wow, bé kem phở em. Đây ở sao mà có mấy anh chị chụp hình quá trời luôn. Dạ không ạ. Rồi quen chờ chuyển sang góc hơn cho em học cái nha. Rồi đây quá trời khán giả luôn. Cảm ơn cô chú rất là nhiều. Đây. Hồng Kông bánh không chợ lớn. Dạ bye bye cô, bye bye chị, bye bye chị. Rồi với Tiêu ăn thử coi ngon không? Em anh ăn phần bò rau muối. Dạ hả? Đây để anh gấp ớt anh bỏ vô tô của anh cái coi. Ôi nhìn ngon hấp dẫn quá. Đây bé Tiêu ăn gì em? Em ăn phở bò. Tay ăn giống anh đúng không? Đúng. Rồi, ăn thử đi bác. Bên đây là mấy chị nè. Ủa? Sao thấy à? Đây. Chị ơi. Anh coi này. Chị ơi, chị ơi. Đâu? Đây em một phần này nữa đi. Ngon quá. Một phần này với một cái này nữa. Anh một cái này một cái này nữa. Nóng bốc khói nghi ngút luôn cả nhà ơi, ngon lắm. Ngon. Ngon á. Ngon thịt. Ngon không? Ngon. Ngồi cho ăn ké nha. Anh đi một con trà bá nè, em nè, bữa nay anh cũng mua tô.
Đây bên đây mua được cái nón. Đó, ăn thử đi, ngon không? Mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Trời ơi. Tạm biệt chưa? Tạm biệt Sapa. À, trời à, lạnh lạnh mà hút miếng nước bỏ nóng nóng rồi, trời ơi còn gì bằng nữa. À, đây quay anh ăn nè. Mời em bà cô chú ăn bánh gì nè? Bánh cuốn. Bánh cuốn nha. Chấm miếng đan này giống như nước sốt của bún chả Hà Nội vậy. Đúng rồi. Đây hôm nay hôm nay trời nắng rồi nè cả nhà. Hôm nay mấy chị em lên trời nắng rồi nên đổ nắng hết vô mặt bài nè. Ngon quá. Ngon không? Trời ơi, làm thêm miếng nữa vậy. Từ đung đung cho cả nhà coi rồi. Ngọc mồm à. Nước mắm nó dừa. Cái này nó dẻo dẻo bùi bùi ngon. Thơm trứng nữa. À, ta là mày ăn ngập mồm á. Ăn là phải ngập mồm. Rồi anh nha. Tắt cho bé tiêu rồi được ăn nha. Dạ. Trên vách nóng. Ui trời ơi, chị Huyền bị bắt cóc rồi. Bây giờ chị đẹp gái này bắt cóc đi chụp ảnh. Kêu 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 không chịu được. Đứng hả? Quay đường, quay đường. Như các bạn nhìn được. Đúng rồi, chưa? Còn mấy đứa nữa à? Em ơi chụp thẳng ở kia kìa. Chụp thẳng lấy thẳng cái nhà thuốc. Quay. À, ừ. Đấy, xinh chưa? Ở nhà bây giờ đi xe điện về nhà. Đi xe điện về nhà xong rồi lấy đồ rồi đi đâu anh? Ê anh ơi. Hồi ấy ngồi vui nhỏ đây rồi em. Ba hello cô. Đây, chân xin. Hai đứa người. Đây này cả nhà ơi, đây là ngôi nhà của những người dân tộc Dao Đỏ. Đây, còn bé Hạt Tiêu là dân tộc Thái nha. Nhưng mà bé Hạt Tiêu thấy mấy anh chị mặc đồ đẹp quá trời luôn. Bé Hạt Tiêu quay cho cả nhà xem. Ui, có cái còn nước nữa kìa. Đấy là cái gì ta, em quên rồi. Nè, mấy anh chị. Đây là nhà của người dân tộc Dao Đỏ này cả nhà. Ui trời ơi, nhìn nhớ ngày xưa ghê xịn luôn á. Nhìn mấy ngôi nhà này á cả nhà. Mấy anh chị mỗi người đi quay một hướng nha cả nhà ơi, nên là không có vô video chung với nhau được nha. Đây. Được. Rồi. Bây giờ các con đưa nó này đi. Rồi quay về đi cả nhà này, đi đã. Đã quá bé Tiêu ơi. À rớt cái nó hả? Ôi. Cá bồi. Đang chụp ảnh. Tay đâu chụp? Anh cho em với, anh Hải. Anh đi ra. Đã nha.
Chụp luôn trên này được mà. Yeah, hết tay rồi. Đấy. Con này đẹp thật. Đẹp ha. Ừ, rồi cho nó cử gì một vòng hay chú? Bạch mã hoàng tử. Nó địch kìa. Con ngựa nó địch kìa. Thiệt. Đi sợ đi sao nó đáo hả? Có sợ không? Đẹp quá bây giờ. Đâu cũng đẹp hết. All forces mate. Dữ à, dữ à. Không. Cửa đi. Bộ đồ của em cũng tự tựa cái bồi á. Ừ. Rất là đẹp. Bạn may. Rồi tắt video đi chụp ảnh nha. Là mấy chị. Xin chào mấy chị nha. Dạ. À, mấy chị đang mặc đồ của người dân tộc Dao đồ hả chị? Vâng ạ. Dạ, đây ôi trời ơi mấy chị dễ thương quá à. Ừ, dạ. Cái này gọi là chơi cái gì vậy anh ơi? Dạ. Ôi là trời. Đẹp quá trời luôn đó chị Huyền. Dạ đẹp. Có đồ vừa em không? Trời ơi, kìa. Ôi trời à, dạ. Ôi trời ơi, chị Huyền này cả nhà. Dễ thương quá à. Ôi. Chị Huyền lạc qua đây rồi. Ui em bé cưng quá. À, em bé cưng quá à. Cái quả này lắm đây này. Đây là đồ của người dân tộc Dao đồ này cả nhà. Nhà cũng đẹp quá trời luôn cả nhà ơi. Ui. Ôi, nhà kiểu mái bằng gỗ luôn á. Mái này bằng gỗ mắc lắm á. Đẹp nhiều. Mái gỗ ở trong thì lớp thêm một lớp chiếu hả? Gọi là chiếu. Không, hả? Cái đó là đan bằng tre á. Đẹp quá ha. Ừ. Ôi. Này dung cho cả nhà xem nè. Ôi đấy. Bên đây nữa này cả nhà, sàn giống nhà bé hạt tiêu này cả nhà. Nhưng mà bằng lục bằng lá cả nhà chứ không phải bằng ngói giống nhà bé hạt tiêu. Giao lưu bằng tiếng Thái nha. Yeah. Em có người Thái á chị. Chị có dạ. Tiếng Thái không? Ờ, chị là người Thái. Đây, với hai chị với bạn này giao lưu đi. Chứng đấy, ao cho xăm, ao xây, ao ảnh, khâu ly, khâu lam. Khâu lam hai chị ơi. Khâu lam hai chị. Xin hạ, xin hạ. Xin hạ. Chị cầm cái này giùm em. Tàu à? Tài ăn không? Ăn cơm lam không? Trứng cho hai trứng. Ăn cơm lam hả? Chị hai ăn cơm lam không? Không hả? Không hả? À. Thôi bây giờ mình mua nước đi. Mua nước đi, khát nước. Bao nhiêu? 20.000 đó. Giao lưu bằng tiếng Thái đi. Anh ấy hái cái lợi. Từ từ cho chị bán. Tiếng Thái, anh yêu em hay sao? Dạ, ai nông. Chú này biết nè. 20.000 đây nè. Con được bạn này chỉ. Dạ. Dạ, con cũng không biết. 20.000. Con 23. 23. Ao tôi sang nồng ơi. Nồng ăn đi. Dạ. Dạ. À là nồng lé nãy à. Chai này kia ơi, chai này kia. Sao pan. Sao pan. 22. 22 này. 20 người. Ok. Ủa sao không cổ em tại, cái này thái trắng với thái đen là giọng nó vẫn khác nhau. Ủa, thái mới cùng. Chị thái trắng. Bé
thì đá trắng trên Lai Châu. Nhưng mà mình thấy trắng nhưng mà kiểu như là vùng nó khác nhau, là tiếng nó cũng khác nhau. Nói 20 ngàn mà em là sống chục. Sống chục cả. Dạ. Chị bà sao pan? À sốc. Sao pan? Dạ. Em lấy chai nước này nha. Ok. Chị là xuống em mua nha. Xíu nó xuống em sẽ mua cơm lam nha chị. Tại vì tí nữa em đi cắt keo á. Con này độc lập. Dạ thiệt đấy chú. Đâu mày giao đâu chú, mấy chú ơi, mấy chú cũng ở Bình Dương ra nè. Ủa chú ở Bình Dương chỗ nào á chú? Em hỏi gần Đại Nam ra nè, chỗ đó có dịch cung trì nè. Con đi ở Bình Dương rồi. Bây giờ con ở Kiên Giang rồi. Wow, bên đây có một gác treo nè. Vẫy 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 tay, vẫy tay với bên đây. Đẹp quá ha. Vẫy tay, vẫy tay. Đây nha cả nhà ơi, đây là từ trên nhìn xuống dưới nha. Trời ơi, bác Hạt Tiêu ở trên núi mà. Lần đầu tiên bác Hạt Tiêu lên cái núi mà nó cao như thế này luôn á cả nhà. Đây bên này thì có tượng Phật Quan Âm này, với chùa hay cái gì á. Có máy bay nữa cả nhà, đây là hơi mờ á. Ôi, mây không á cả nhà. Đây, đẹp quá trời luôn á. Mình đang ở trên những tầng mây. Có hồi sung, có hồi phê. Lạnh có, vui có, đẹp có. Nhận muối có, đau hồng có. Rồi bây giờ mấy chị em sẽ đi về nha cả nhà ơi. Đi 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 đi. Mấy chị em theo mà đi không được. Đi lại đi. Em lên đi. Túi lúa cho cháu. Rồi. Hay quá bé Tiêu ơi. Bên đây mấy anh chị cũng thử. Hey, hello anh. Cái cây này nó nằm lắm, người lớn mới đi được. Cây nở á, ở quê em có cây nở lắm. Dạ. Ô. Đấy, chú đi như kia kìa. Ô. Chú đi hay quá trời luôn. Hay quá hả? Mặt cầm cầm em mang về chứ. Chú xuống chú lên thử lại không? Thử. Đẩy lên như thế này thì dễ hơn, đúng không? Đẩy lên đấy. Đẩy người về phía trước ấy. Để bước luôn. Đẩy không bước luôn. Đấy đang bằng lúc nào phải lúc nào đấy là để trước đi ăn mất răng tí đi ăn đấy. Đang lép đó. Rồi nha cả nhà, bây giờ thì mấy chị em cũng đã về tới nhà rồi, mọi người thì mệt cũng ngủ hết rồi nha cả nhà. Bây giờ thì bé Hạt Tiêu sẽ kết thúc video tại đây nha. Nếu cả nhà mà thấy video hay thì cho một like, một chia sẻ, một lượt đăng ký kênh nha. Bye bye.